Hiện nay trên địa bàn thị xã Trảng Bàng có một số khu chợ tự phát nằm gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, chủ yếu là phục vụ cho công nhân, từ đó tạo ra các điểm nóng về nguy cơ tai nạn giao thông. Dù lực lượng chức năng đã thường xuyên tuần tra nhắc nhở và thậm chí là xử lý mạnh tay đối với người vi phạm nhiều lần, nhưng các biện pháp này chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Đây là khu chợ tự phát tại ngã tư Suối Sâu thuộc phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng lúc 5 giờ chiều. Giờ tan tầm của các công dân không tăng ca. Ngã tư hợp chợ tự phát này là giao lộ giữa quốc lộ 22 và đường rẽ vào khu chế xuất Linh Trung 3. Điều nguy hiểm nhất là các tiểu thương càng lấn ra ngoài càng có đông người ghé mua. Có người thậm chí ra giữa tim đường, dựa vào dãy phân cách để bày bán hàng hóa, bất chấp xe tải trọng lớn ra vào tấp nập. Các sạp hàng di động đầy chỉ cách bánh xe tải, xe container một khoảng cách rất gần. Các loại xe khác xếp dừ không đáng kể. Tại nó làm về ghé để mua về nhà luôn. Không mà đi hai chồng thì người ở ngoài giữ xe còn người nó mua. Thì nói chung này cũng hơi phức tạp mà cũng ráng giờ sao giờ. Em làm ở đây thì em mua ở đây. Lo chưa thấy nó né ra chứ đâu có dám lại gần nữa đâu. Cái mà tắp người vậy mà né ở đâu? Thì tắp sát vô chỗ nào sát rồi sát, còn tắp sát thì chịu đựng thôi chứ mua ở đây cái tiện cái mình đi luôn. Các tiểu thương cũng xem việc buôn bán sát ngay làn đường của các xe trọng tải lớn là bình thường, vì cho rằng người nào thuộc vào bên trong sẽ khó bán hơn các sạp hàng lớn ra ngoài. Khi được hỏi về nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, các tiểu thương đều có chung suy nghĩ như tiểu thương này. Mình cũng thấy thì tới đâu hay tới đó chứ giờ cũng biết sao. Nếu lực lượng chức năng làm gắt gao, một số tiểu thương sẽ đổi chỗ bán sang một khu vực tự phát khác. Đơn cử là tại khu vực ngã tư An Bình, cũng thuộc phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng. Ngã tư An Bình là giao lộ giữa quốc lộ 22 và đường tỉnh 64. Khu vực này cũng phục vụ phần lớn khách hàng là công nhân trên địa bàn. Những hình ảnh này được ghi lại trong thời điểm công dân chưa tan tầm. Tuy nhiên, các xe kéo tự chế bán hàng hóa đã tranh thủ chạy ra bao chiếm mặt đường từ 3 giờ chiều. Ngay lúc này, khi lực lượng chức năng đi tuần tra giải quyết các điểm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, các tiểu thương này đã dùng xe tự chế phản ứng rất nhanh để đối phó với lực lượng chức năng. Sau khi lực lượng chức năng rời đi, chừng 15 phút sau, các xe tự chế lại tập hợp đông đủ tại khu vực cũ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng có một số người vi phạm nhiều lần nên bị tịch thu xe tự chế. Họ sẽ ngừng bán một thời gian, đến khi tìm được điểm mới để buôn bán hoặc khi mua lại được xe mới, họ quay trở lại các khu vực chợ tự phát để tiếp tục mua bán. Bán theo đây nè, rồi công an dí đâu nè, đem vô lề bán vậy đó. Có hồi nãy công an mấy đi ngang đó. Dẹp vô trong lề gì bán, còn không có thì ta ra thì mình ra vậy đó. Buôn bán nhà công nhân cũng dễ. Có khi nào mà mình bị công an thu dụ thu xe chưa? Có, bị hai lần gì đó. Trong khi đó, các tiểu thương chấp hành việc mua bán nghiêm chỉnh trong các quầy hàng gần như không cạnh tranh nổi với những người lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán. Ai lấn ra lấn, mình không có lấn, mình để nguyên vậy ở biển nhà mình mà. Còn ta nhiều khi á, ta lại trước mặt mình ta bán rồi mình đuổi người ta đi, nhiều khi người ta làm dữ nữa. Phòng quản lý đô thị của thị xã Trảng Bàng cho biết, thị xã cũng đã từng thí điểm tổ chức một chợ tạm gần khu chế xuất, được bố trí quy củ khá thuận tiện cho công nhân. Nhưng rồi công nhân cũng không vào đó mua sắm, mà vẫn thích ra lòng lề đường để mua, nên cuối cùng khu chợ này phải giải tán cách đây 2 năm. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo là tăng cường cao điểm về cái chấn chỉnh trật tự hành lang vỉa hè, hành lang đường bộ và vỉa hè đối với lại trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường ở xã phường. Các phường là tăng cường cái lực lượng bảo vệ khu phố cho các hộ dân ở ven đường và các cái tiểu thương mua bán đó, các người mua bán tự phát nữa, là ký cái cam kết là không lấn chiếm lòng đường. Mặc dù hầu hết các tiểu thương đều đã ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, tuy nhiên lực lượng chức năng của thị xã vẫn phải khá vất vả duy trì việc tuyên truyền và thậm chí là chế tài đối với người vi phạm.
thì xã Trảng Bàng cũng đã xác định công tác này cần rất nhiều thời gian mới có thể tạo ra chuyển biến.